Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình thời sự trưa nay, Chủ nhật ngày 11 tháng 2, nhằm ngày mùng 2 Tết Giáp Thìn của truyền hình Bình Phước. Lời đầu tiên thay mặt cho những người thực hiện chương trình xin được chúc quý vị năm mới an khang thịnh vượng và nhiều may mắn. Thưa quý vị, gác lại những tất bật lo toan của cuộc sống, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước đang rộn ràng vui xuân đón Tết Giáp Thìn 2024 với tâm thế phấn khởi, gửi gắm nhiều ước vọng về những điều tốt đẹp nhất. Phóng viên BBTV đã có những cuộc gặp gỡ, ghi lại những ước vọng đầu xuân của một số người dân trên địa bàn. Việt Nam chúng ta nói chung và Bình Phước nói riêng thì vẫn có cái sự phát triển về kinh tế xã hội, về mọi mặt là có phát triển tốt. Thì chúng tôi hy vọng là sang năm 2024 với sự lãnh đạo của Đảng, với sự quản lý và thực hành của nhà nước và của địa phương thì kinh tế sẽ tiếp tục phát triển, giữ vững và phát triển thì sẽ đem lại cái đời sống kinh tế và văn hóa xã hội cho nhân dân đạt hiệu quả cao hơn. Một người dân ở khu vực biên giới này thì em mong muốn là người dân ở đây tiếp tục được các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm quan tâm hơn. Tại vì ở khu vực này người dân là đã cái đời sống ngày càng phát triển nhưng cũng vẫn còn rất nhiều khó khăn do tình hình kinh tế ngày càng suy thoái thì cũng có ảnh hưởng đến người dân. Thì cũng mong được sự quan tâm giúp đỡ của các đơn vị để giúp cho bà con có một cái năm mới ấm no hạnh phúc. Hội nữ doanh nhân của chúng tôi là muốn là làm sao để cho các công ty của chúng tôi, các doanh nghiệp của chúng tôi là phát triển và ngày càng làm được nhiều sản phẩm, làm tốt dịch vụ trong tỉnh và trong toàn quốc cũng như là xuất khẩu hàng hóa và những đặc biệt là ở tỉnh mình là có sản phẩm là điều, là tiêu, là cà phê, cao su thì chúng tôi cũng rất muốn là những cái ngành nghề này phát triển mạnh. Tôi muốn là tỉnh mình sẽ xem xét như thế nào mà để có một cái chính sách ưu đãi về đồng vốn là được lãi suất ngân hàng là giảm đi ha. Đề nghị là tỉnh và các sở ngành và ủy ban dân tỉnh, tỉnh ủy thì cũng có một cái quốc sách là giãn nộp thuế cho các doanh nghiệp. Chúng tôi cũng tin tưởng vào một năm mới với những cái quyết sách mới. Thứ nhất là năm 2024 thì tỉnh Bình Phước chúng ta đã chính thức công bố cái quyết định phê duyệt quy hoạch của chính phủ cho tỉnh Bình Phước. Hơn nữa là Đồng Xoài cũng bước qua năm thứ năm rồi. Thì ở đó cũng đã có một cái quy hoạch thành phố rất là đẹp đẽ. Đặc biệt gần đây thì Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành nghị quyết số 14 về xây dựng phát triển văn hóa con người Bình Phước. Chúng tôi thấy rằng là Bình Phước phải đi lên từ những cái bản sắc rất riêng, từ những cái nét mà rất riêng của Bình Phước chứ không phải là chỉ chung chung, nhưng đồng thời đó cũng là có cái khả năng liên kết khu vực, liên kết vùng, làm sao khai thác được những cái thế mạnh của Bình Phước về văn hóa từ nghị quyết 14 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Chúng tôi rất tin tưởng vào một cái bức tranh văn hóa gắn với kinh tế và công nghiệp văn hóa trong thời gian tới. Thưa quý vị, năm 2023, Bình Phước ghi nhận thành công trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, việc thu hút đầu tư của tỉnh cũng đạt được những kết quả tích cực, đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế. Và đây là kết quả của quá trình không ngừng nỗ lực với những đổi mới sáng tạo trong điều hành nền kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, kiến tạo chính quyền, phục vụ, tạo dựng niềm tin cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Năm 2023, Bình Phước đã thu hút được 48 dự án FDI với số vốn đăng ký 824 triệu đô la Mỹ, tăng 32,4% về số dự án và gấp 5,3 lần về số vốn so với năm 2022, đạt 275% so với kế hoạch năm 2023. Bình Phước lần đầu lọt vào top 10 địa phương thu hút vốn FDI lớn nhất nước. Để tiếp tục thu hút đầu tư FDI trong thời gian tới, Bình Phước sẽ tăng tốc triển khai các nhiệm vụ. Trong đó, tỉnh sẽ tập trung thực hiện huy động tốt các nguồn lực, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, phát huy vai trò hỗ trợ, dẫn dắt để thu hút tối đa nguồn lực từ các thành phần kinh tế. Nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư trên tất cả các ngành, các lĩnh vực mà tỉnh đang quan tâm thu hút, như là công nghiệp, thương mại dịch vụ, du lịch, nông nghiệp, rồi các lĩnh vực kinh tế xã hội, để phát triển tỉnh một cách toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.
rồi phối hợp với các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp để nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, đa dạng hóa các kênh xúc tiến thông qua đại sứ quán các nước tại Việt Nam và các cơ quan ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài, các hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Ngoài ra, Bình Phước sẽ tiếp tục sửa đổi bổ sung, phát huy hiệu quả chính sách khuyến khích ưu đãi và hỗ trợ đầu tư của tỉnh, thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư tập trung vào các công ty tập đoàn đa quốc gia, chuyển trọng tâm số lượng sang chất lượng, ưu tiên các nhà đầu tư chiến lược, các dự án có tác động lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng, lấy chất lượng hiệu quả công nghệ và bảo vệ môi trường làm tiêu chí đánh giá chủ yếu. Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thời gian qua, công tác đối ngoại ở Bình Phước được triển khai toàn diện hiệu quả với những dấu ấn đậm nét trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, ngoại giao văn hóa, thu hút đầu tư và thông tin đối ngoại. Các hoạt động này đang xen lẫn nhau và đã có phần xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị, thúc đẩy quan hệ hợp tác cùng phát triển giữa các địa phương, tạo được sự chuyển biến tích cực về mọi mặt và nâng cao đời sống nhân dân. Về xúc tiến đầu tư trong năm, tỉnh đã tổ chức 3 đoàn công tác xúc tiến đầu tư nước ngoài tại Đài Loan, Hồng Kông, Hàn Quốc, New Zealand, Úc, đồng thời đón tiếp 48 đoàn khách nước ngoài với tổng 600 lượt khách đến thăm và làm việc tại tỉnh. Các hoạt động này đã có phần ngày càng mở rộng quan hệ hợp tác, nâng cao uy tín vị thế của Bình Phước nói riêng. Dấu ấn rõ nét trong công tác đối ngoại thời gian qua là Bình Phước đã chủ động tăng cường mở rộng, đa dạng hóa hợp tác quốc tế với các nước. Bình Phước cũng đã cùng các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia thực hiện đầy đủ các cam kết trong bản ghi nhớ hợp tác về phát triển kinh tế, thương mại, nông nghiệp là cơ sở để triển khai có hiệu quả các chương trình hợp tác trong thời gian tới, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ truyền thống tốt đẹp và hợp tác toàn diện. Năm 2023, với nhiều khó khăn thách thức, song huyện Hớn Quản đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực, với 29 trên 32 chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Những kết quả đạt được trong năm qua không những đem đến niềm vui phấn khởi cho toàn thể đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hớn Quản trong mùa xuân mới 2024, mà còn là cơ sở vững chắc để huyện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đặt ra trong toàn nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện Hớn Quản đã huy động được 2.737,4 tỷ đồng từ nguồn vốn trung ương, tỉnh, huyện, xã, cùng với sự góp sức của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Tính đến nay, Hớn Quản đã có 11 trên 12 xã về đích nông thôn mới, trong đó có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Mùa xuân năm nay chúng ta đã có cái nhà văn hóa để sinh hoạt cộng đồng rồi. Còn lại nữa là tất cả các tuyến đường giao thông thì hiện nay cũng đã hoàn thành, bà con em đi lại rất là dễ dàng. Thì chắc có lẽ là xuân năm nay là đối với ấp Đồng Dầu tuy là sâu xa nhưng mà chắc đón một cái Tết rất là vui, an khang và đầm ấm. Trên địa bàn huyện Hớn Quản có 3 khu công nghiệp với tổng diện tích gần 863 hectare. Đến nay đã có 2 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động. Trong đó, khu công nghiệp Minh Hưng Sikiko thu hút được rất nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước với diện tích lấp đầy trên 50% với 43 dự án, có tổng vốn đầu tư trên 1,1 tỷ đô la Mỹ. Chúng tôi lựa chọn khu công nghiệp Minh Hưng Sikiko làm nơi đầu tư là do hệ thống pháp lý hoàn chỉnh, hạ tầng kỹ thuật tương đối hoàn thiện, các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh Bình Phước tương đối hấp dẫn. Cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện. Nhờ đó, doanh nghiệp chúng tôi tiết kiệm được nhiều thời gian, nhanh chóng đưa công ty, nhà máy đi vào hoạt động, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Năm 2023, giá trị sản xuất ngành nông lâm nghiệp thủy sản của Hớn Quản đạt 3.395 tỷ đồng, bằng 100,1%. Giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng đạt 1.297 tỷ đồng, bằng 106,3%. Giá trị sản xuất thương mại dịch vụ đạt 2.510 tỷ đồng, bằng 109,4%. Thu ngân sách trên 347,7 tỷ đồng. Công tác giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm đúng mức. Một cái rất quan trọng của Hớn Quản là biết gắn cái công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp với công tác vận động nhân dân. Hớn Quản đã chủ động là gắn cái cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo điều hành. Những kết quả đạt được trong năm 2023 đã khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hiệu quả của cấp ủy chính quyền các cấp trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.
Trước hết là phải rà soát lại các cái nhiệm vụ theo nghị quyết đại hội đảng bộ huyện đã đề ra từ đầu nhiệm kỳ đến nay, xem nhiệm vụ nào chưa hoàn thành, nhiệm vụ nào còn chậm, chưa đạt tiến độ để có cái giải pháp, biện pháp để tăng tốc, để bứt phá về đích. Thứ hai nữa là rà soát việc thực hiện các cái chương trình hành động đại hội đảng các cấp từ trung ương đến tỉnh ủy, huyện ủy và các cơ sở để cụ thể hóa các cái chương trình hành động đấy vào các cái chương trình dự án kế hoạch công tác cụ thể để hoàn thành. Và cái việc thứ hai rất quan trọng mà chúng tôi phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo đó là cái việc tập trung phát triển kinh tế xã hội, huy động tối đa nguồn lực và áp dụng tất cả các biện pháp hiệu quả để mà tối đa các nguồn thu. Mùa xuân mới Giáp Thìn 2024 đã về. Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân huyện Hướng Quản tiếp tục phát huy truyền thống đưa quê hương ngày càng phát triển. Chim liễu lo gọi đàn, rừng cao su biếc xanh, bạt ngàn nhựa sóng dâng tràn. Hân Quán quê em hẹn những mùa vàng trên biển đất đó ba sa. Thưa quý vị, những ngày đầu năm mới là dịp để mỗi người cùng nhìn lại năm cũ đã qua, hướng đến những điều tốt đẹp, may mắn. Nhà nhà người người đều bày tỏ mong ước những điều tốt đẹp nhất đến với bản thân, gia đình và mọi người xung quanh. Còn đối với những nông dân, họ mong ước một năm mới mưa thuận gió hòa, cây trồng vật nuôi cho năng suất cao, hạn chế dịch bệnh, ổn định thị trường để những thành quả lao động trên mảnh vườn thửa ruộng gặt hái được trái ngọt. Năm 2023, giá trị của mặt hàng sầu riêng của tỉnh tăng 19,2%. Đây là một trong những sản phẩm xuất khẩu có thế mạnh của Bình Phước. Theo những hộ nông dân, việc phát triển về số lượng phải được tính toán để mỗi trái sầu riêng phải đảm bảo chất lượng, đáp ứng được các yêu cầu xuất khẩu, người trồng mới tránh được rủi ro và xuất khẩu bền vững. Năm mới đến, những hộ nông dân trồng sầu riêng Bình Phước cũng có những kỳ vọng dự định của riêng mình. Năm mới tới đây thì cố gắng nông dân phát triển cây trồng, làm theo mô hình sạch để thứ nhất là xuất khẩu, thứ hai nữa bán cho bà con ăn được sạch sẽ và tốt hơn. Tôi cố gắng là ngày càng mình làm sao cái ngoài cái làm cho trái sầu riêng cái mẫu mã nó đẹp, chất lượng cao, an toàn để cho người tiêu dùng họ tin dùng, họ nói chung là cả nước luôn họ tin dùng, họ đến với trái sầu riêng. Thì như vậy là sầu riêng Bình Phước nói riêng mà sầu riêng cả nước nói chung sẽ được khách hàng ủng hộ. Những mong ước, những dự định, kế hoạch của mỗi nông dân đều không giống nhau, nhưng có điểm chung là mong một năm mới với những kết quả mới. Năm 2023, các nhà vườn trồng cà phê trên địa bàn tỉnh phấn khởi vì giá bán luôn duy trì ở mức cao. Giá cà phê tăng cao mang đến thu nhập khá cho bà con. Những người trồng cà phê cũng đang đặt nhiều kỳ vọng vào một năm mới với những thắng lợi mới. Mình kỳ vọng ở năm 2024 là có những bước tiến mới về khoa học công nghệ để áp dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số vào các sản phẩm của địa phương, đặc biệt là qua các sàn Popmart và những một số sàn thương mại điện tử. Trong giai đoạn hiện nay, sản xuất nông nghiệp vẫn là lĩnh vực quan trọng có liên quan trực tiếp đến đời sống của nông dân. Bởi khoảng 60% dân số sống ở nông thôn, dù có công nghiệp hóa đến đâu, phát triển nông nghiệp bền vững vẫn là mục tiêu cần hướng đến. Để tạo nên sự bứt phá mạnh mẽ trong sản xuất, hướng đến một nền nông nghiệp hiệu quả, người nông dân đang trông chờ vào một sức bật mới trong năm mới, đặc biệt là sự quan tâm hỗ trợ của ngành liên quan. Về nông nghiệp sạch ấy, thì đề nghị là có thể cho hỗ trợ vay vốn với dài hạn và lãi suất thấp, để người lao động có thu nhập được ổn định để duy trì đời sống cho những người lao động nông dân như chúng tôi. Nhà nông có trách nhiệm sản phẩm, nhà nước phải có trách nhiệm về phân bón. Tại phân bón là một yếu tố thứ hai rất quan trọng, nếu phân bón giả, bà con thiệt thòi. Đón chào năm mới, nông dân Bình Phước vẫn đang tích cực hăng say lao động, sản xuất và vẫn vững niềm tin vào cuộc cách mạng xanh trên mảnh vườn, thửa ruộng. Những kế hoạch cho mô hình sản xuất gia đình, những kỳ vọng vào năm mới hay kiến nghị đề xuất với các cấp ngành
tụ chung đều kỳ vọng để quê hương Bình Phước ngày càng phát triển. Đó cũng là những mong ước thiết thực của mỗi nông dân gửi gắm và đặt niềm tin vào ngành nông nghiệp của tỉnh trong năm mới. Thưa quý vị, với vai trò của mình, trong thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị xã hội đã làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ lợi ích thiết thực chính đáng của hội viên, đoàn viên với nhiều hoạt động thiết thực. Các cấp trong toàn tỉnh đã thực hiện tốt vận động quỹ vì người nghèo để hỗ trợ kịp thời các hộ nghèo, hộ khó khăn, có động lực phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững. Đến nay, quỹ vì người nghèo toàn tỉnh đã vận động được 8 tỷ 884 triệu đồng để hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, cây con giống vật nuôi, các gói an sinh để họ có thêm sinh kế, vốn nhà ở kiên cố để yên tâm làm ăn phát triển kinh tế. Bằng những việc làm thiết thực, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp trên địa bàn tỉnh đã xây dựng được 487 căn nhà đại đoàn kết cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số, sửa chữa 4 căn với trị giá trên 6 tỷ 100 triệu đồng, giúp đỡ sản xuất cho 266 người dân với trị giá 2 tỷ 589 triệu đồng, hỗ trợ 1.365 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với trị giá 364 triệu đồng. Cũng từ nguồn quỹ này đã chuyển giao 257 mô hình giảm nghèo, trao sinh kế và vốn sản xuất đến 6.640 hộ nghèo để họ có điều kiện trồng trọt, chăn nuôi, phát triển kinh tế. Từ những việc làm thiết thực đúng với nhu cầu của người nghèo, hộ khó khăn, giúp phát huy hiệu quả các chương trình, mô hình và nguồn vốn hỗ trợ để vươn lên thoát nghèo bền vững. Thưa quý vị, không chỉ đánh dấu thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, Tết Nguyên Đán của người Việt còn chứa đựng cốt cách, tinh thần dân tộc thông qua những phong tục, nghi thức cổ truyền để ý nghĩa. Vâng, vì thế mà bảo tồn những giá trị văn hóa tốt đẹp này, ngày càng có nhiều hoạt động tìm về truyền thống mỗi dịp Tết đến xuân về, như một lời nhắc nhở khích lệ cộng đồng chung tay gìn giữ, lan tỏa tinh thần Tết Việt trong đời sống hôm nay. Không gian thư pháp. Không gian là nghề truyền thống. Không gian Tết gia đình. Rất nhiều không gian mang đậm sắc thái của ngày Tết cổ truyền đang được các cửa hàng quán cà phê tái hiện lại để người dân có thể đến tham quan chụp hình. Mỗi nơi có một cách tái hiện khác nhau, nhưng tất cả đều hướng về những giá trị cốt lõi của ngày Tết cổ truyền dân tộc với bánh chưng, bánh tét, với hoa mai, hoa đào, với những nét vẽ thư pháp của phong tục, xin chữ đầu năm. Tết năm nay thì bên quán có trang trí hoa cúc, hoa mai, hoa đào với bánh chưng, bánh tét với lại các giỏ hoa giống như cúc mâm xôi để quán hướng về cho tất cả mọi người đến thưởng thức một cái hương vị Tết cổ truyền, Tết xưa. Nét đặc sắc trong văn hóa ngày Tết của cả ba miền Bắc, Trung, Nam hầu như đều được tái hiện khá đầy đủ. Cùng với không gian văn hóa Tết xưa, áo dài, biểu tượng nét đẹp truyền thống Tết Việt cũng được nhiều người ưa thích lựa chọn. Những chiếc áo dài duyên dáng được thiết kế cách tân hay theo kiểu truyền thống đơn giản cũng đều tôn lên vẻ đẹp của người phụ nữ Việt. Áo dài xuống phố trong những ngày Tết cổ truyền dân tộc khiến mọi người thêm yêu và tự hào hơn về bản sắc văn hóa Việt Nam. Nhóm của mình rất là mê áo dài. Thì hôm nay nhóm mình có thuê áo dài để đi chụp hình, mục đích là chụp hình xuân và cũng là muốn lan tỏa đến tất cả mọi người cái tài áo dài của Việt Nam. Áo dài là một truyền thống của Việt Nam, cho nên đó là Tết đến thường thường mọi người hay dùng chiếc áo dài để đi chụp những bôi hình, những cái phong cảnh. Trong tâm thức của người Việt, Tết cổ truyền rất quan trọng và thiêng liêng. Dù có nhiều ý kiến về việc nên bỏ hay giữ Tết cổ truyền, nhưng có thể thấy nhiều người trẻ vẫn đang hướng về ngày Tết của dân tộc. Dù không có nhiều mối dây liên hệ với quá khứ, nhưng họ lại luôn khao khát được tìm về và lưu giữ giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp. Đa số hầu như em đang dùng tất cả những cái đồ decor trang trí trong quán đều là những cái nét mang nét đặc trưng của từng vùng miền. Ví dụ như là ở đây là anh chị cũng thấy ở đây là nhang tâm nhang trang trí. Em mua trực tiếp ở làng nhang Quẻ Phú Cầu của Huế, của Việt Nam mình gửi vào đây. Thư pháp đó là em tự tay vẽ luôn ạ. Dạ, em mua giấy thủ công về và tự vẽ và tự dán. Càng ngày, trong nhịp sống hối hả của đời sống hiện đại,
cộng đồng xã hội lại càng nỗ lực để phục dựng Tết cổ truyền. Bởi Tết cổ truyền thể hiện sâu sắc đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự gắn kết của gia đình, cộng đồng xã hội. Đây còn là dịp để mọi người tìm về nguồn cội, khơi dậy, lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp đã làm nên tinh thần, hồn cốt dân tộc. Những thông tin trên lĩnh vực du lịch, thưa quý vị, nhằm phát huy tối đa tiềm năng lợi thế, từng bước xây dựng và khẳng định thương hiệu du lịch Bình Phước. Đề án phát triển du lịch tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành. Thực hiện đề án này thì nhiệm vụ cụ thể để phát triển du lịch theo từng năm đang được ngành văn hóa thể thao và du lịch gấp rút triển khai. Trong năm 2024, Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh Bình Phước đã đặt ra mục tiêu yêu cầu các nhiệm vụ phát triển du lịch của năm phải được hoàn thành trong quý 1 hoặc quý 2 của năm 2024. Trong đó, việc tập trung quảng bá cho du lịch Bình Phước là công việc được ưu tiên hàng đầu. Ngoài kết nối các tour du lịch trong vùng, trong khu vực, các món ăn đặc trưng của Bình Phước cũng cần quảng bá nhiều hơn, ưu tiên các hoạt động xúc tiến, truyền thông quảng bá du lịch trong nước, đặc biệt là việc xây dựng khẩu hiệu du lịch và truyền đi thông điệp về du lịch Bình Phước năm 2024. Với nhiều nhiệm vụ giải pháp cụ thể, tập trung cho từng giai đoạn, đề án phát triển du lịch tỉnh Bình Phước đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 đón khoảng 1,7 triệu lượt khách, duy trì tỷ trọng khách quốc tế chiếm khoảng 3,21-4% tổng lượt khách, doanh thu đạt khoảng trên 1.500 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 8.000 lao động. Thưa quý vị, không cần phải đến Nhật Bản mà người dân ở Bình Phước vẫn có thể ngắm hoa anh đào khoe sắc ở ngay tại tỉnh Bình Phước trong mùa xuân này. Cách đồng xoài khoảng hơn 10 km, nông trại Vĩnh Phúc ở xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú đang rực rỡ hoa anh đào khoe sắc dưới nắng xuân. Mời quý vị cùng đến tham quan nơi này để có quyết định cho riêng mình một điểm du xuân trong những ngày đầu năm mới nhé. Tôi đang đứng ở trước cái vườn hoa anh đào. Cái cây này cũng thường thôi, có thể có nhiều nơi, nhưng khi chúng ta tập hợp lại, chúng ta chăm sóc nó thì nó có thể nên một cái cảnh quan đẹp. Và nhìn cái vườn hoa thế này, bạn sẽ thấy là nó đã cho chúng ta một cái hướng mới cho một cái vùng nông trại. Chúng ta không chỉ có sản xuất là lương thực thực phẩm, mà chúng ta phải sản xuất trong cái đẹp, và chúng ta vươn tới cái đẹp. Hoa anh đào có nguồn gốc tại Nhật Bản. Trước vẻ đẹp khó cưỡng của loài hoa này, cách đây 20 năm, ông Tấn đã cất công mua giống hoa này từ Vũng Tàu để về trồng và chăm sóc, với mong muốn người dân và du khách có cơ hội trải nghiệm về loài hoa này mà không cần phải đi xa tận xứ sở đất nước mặt trời mọc. Sau thời gian ngậm sương, hoa anh đào đã bắt đầu làm nụ, một số cây đủ nắng đã bung nở. Với 200 gốc cây hoa anh đào ngay cổng ra vào và được trồng dọc theo bờ suối, sắc hoa nhuộm hồng cả một vùng rộng lớn tại khu du lịch này. Xu hướng tới tôi sẽ muốn là làm nông trại đẹp, nông trại không chỉ có những cái vườn cây ăn trái sum suê, không chỉ có những cái mảnh vườn rau ao cá, mà phải có những vườn hoa thật là đẹp nữa, tạo thành một cái khuôn viên rất là đẹp, và tôi hy vọng nó sẽ là cái công viên chung cho mọi người đến đây tham quan, giải trí và nghỉ ngơi. Không chỉ nổi tiếng với cây cầu gỗ lợp ngói có đà cầu bằng thân gỗ nguyên khối đạt kỷ lục châu Á, tòa tháp Sơn Đăng đạt kỷ lục Việt Nam, nông trại Vĩnh Phúc còn được biết đến với khu rừng trồng có sự đa dạng sinh học cao với diện tích 200 hectare, cùng với hệ thống 8 ao hồ, tạo ra cảnh quan sinh thái phù hợp với nhiều loại hình du lịch. Những cây anh đào bung nở trong dịp Tết đến xuân về tạo điểm nhấn cho khu du lịch, giúp du khách được mãn nhãn và lưu lại những khoảnh khắc vui tươi cùng bạn bè và người thân. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự trưa nay của truyền hình Bình Phước. Một lần nữa, thay mặt những người thực hiện chương trình, chúc quý vị năm mới an khang thịnh vượng. Thân ái chào tạm biệt.